Phan Hiển vỡ kế hoạch tuổi 30, lý do đặc biệt liên quan đến Khánh Thi. Khi nghe lời thú nhận của Phan Hiển, Khánh Thi đã thốt lên một câu đầy bất ngờ. Câu đó là câu gì nhỉ, bạn có đoán được không? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất nhé. Hiện tại Phan Hiển đang tận hưởng cuộc sống lẫn sự nghiệp khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Anh luôn có bà xã là kiện tướng Dan Sport Khánh Thi đồng hành trong mọi giải đấu, và có hai nhóc tỷ ngoan ngoãn, đáng yêu. Cặp vợ chồng đình đám còn đang cùng nhau chờ đợi sự xuất hiện của con thứ ba trong thời gian sắp tới. Mới đây trên trang cá nhân, Phan Hiển đã chia sẻ về việc bị vỡ kế hoạch khi 30 tuổi. Sau khi lắng nghe dự định của nam kiện tướng, đa số khán giả đều được phen cười, ngả nghiêng. Cụ thể Phan Hiển cho biết trước đây anh vốn có ý định kết hôn vào tuổi 30, tuy nhiên thực tế giờ bản thân đã làm bố của ba nhóc tỷ, hồi trước tự hứa 30 tuổi mới lấy vợ. Giờ 30 tuổi có ba đứa con. Ngay sau đó Khánh Thi đã đặt câu hỏi cho chồng, lỗi tại ai? Phan Hiển vui vẻ trả lời, tại cô giáo đẹp quá. Trong nhiều năm hẹn hò và chung sống, Khánh Thi và Phan Hiển không tránh khỏi giai đoạn bão hòa tình cảm. Nhân dịp Valentine vừa qua, nam kiện tướng cho biết bà xã chính là người hàn gắn mối quan hệ của cả hai, đến mức mà chúng tôi mâu thuẫn rất to và người lớn đã đứng ra dàn xếp, hàn gắn mối quan hệ. Trên mạng hay nói gia đình không chấp nhận mối quan hệ của Khánh Thi Phan Hiển, nhưng ở bên trong đó lại là câu chuyện khác, gia đình mới chính là người không muốn chúng tôi chia tay, chứ không phải thúc đẩy mối quan hệ này tan vỡ.